Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, mọi người nghe rõ không? Alo, rồi, ok, let's go. Ok, hello mọi người, chào các bạn. Và như bạn có thể thấy ở cái đoạn đầu đấy là mình không có ý định quay cái video này đâu. Mình không có ý định quay cái vlog này đâu. Cái thứ nhất là do mình có đặt một cái đôi giày Dior, nhưng mà đến nay là hơn một tháng rồi, nó vẫn chưa về, nó tắc rất là nhiều vụ ở hải quan ấy. Cứ như là bắt hàng fake này, hay là một số những cái vụ khác ở hải quan ấy, thì nó làm cho cái đôi giày đấy của mình về thực sự là rất là lâu. Đến bây giờ chắc là mình cũng hết kiên nhẫn để chờ rồi. Nhưng mà nếu như mà giày về thì chắc chắn là mình vẫn sẽ làm cho mọi người một cái video clip về unboxing, review và unfit cái đôi giày đấy, xem là nó sẽ như thế nào. Bởi vì cái đôi giày đấy nó là một cái đôi giày quà sinh nhật của mình. Như các bạn đã đọc tiêu đề rồi, ngày mai thì mình sẽ unboxing một số những cái món đồ mà mình vừa nhận được này, vừa mua được trong cái tháng vừa rồi. Và cái đồ mà mình nhận được cũng như là mình mua ở đây ý, thì đều là những cái đồ fast fashion thôi, nó không có gì gọi là quá là đặc sắc cả. Nhưng mà mình thực sự rất là thích những cái món đồ này. Đầu tiên thì mình có một cái chiếc áo polo của Zara, mình mặc nó rồi, nhưng mà mình sẽ để ảnh ở bên cạnh này cho các bạn xem. Thì đây là một chiếc áo polo có cái vải là vải cốt tông dệt từng sợi một, cho nên là các bạn mặc vào sẽ cảm thấy nó hơi nóng một chút, nhưng mà đổi lại là cái sự co giãn nó rất là cao và mặc rất là thoải mái đối với những chiếc polo. Thì ở đây mình có mua hai chiếc quần, và đây là hai chiếc quần mà mình mua hôm đi Zara. Đây là chiếc quần Âu. Thì cái quần này nó cái chất vải của nó có thể nói là nó hoàn toàn là chất lượng. Cái chất vải này thì nó giúp mình một điều, đó chính là nó không bị bạc màu. Mình đã mặc khá là nhiều quần của Zara rồi, nhưng mà đa phần ý là những cái quần đấy nó đều bị bạc màu, phai dần màu đen theo thời gian đi. Và các bạn mặc một thời gian nó sẽ phai ra những cái màu khác, nó nhìn trông nó bạc, nhìn trông rất là xấu cái quần. Và đây là một cái quần Âu, và mình mua hai cái bởi vì là mình cũng khá là thích những cái quần như này, mặc nó vừa thoải mái này mà nó đi với fit một số cả các loại giày. Các bạn nếu như mà muốn mua về ấy, các bạn mặc nó kiểu fit hơn thì các bạn có thể ra hàng may và các bạn bảo là may cho cháu lại hai cái viên này này, may sát từ cái phần đùi xuống một chút, bó lại một chút là ok. Các bạn có thể mặc nó như một chiếc quần bình thường để đi chơi, không cần thiết là phải mặc với cả áo sơ mi hay là polo thì mới được mặc cái quần này. Và cái quần này của nó thì cái phần cạp này của nó là bằng chun, hơn một chút chun, cho nên là chúng ta sẽ co giãn được ở cái phần bụng cũng khá là dễ dàng. Quần này hôm đấy mình xem giá nó rẻ quá, cho nên là mình đã mua luôn một đôi để nếu như mà có hỏng thì mình vẫn có cái khác để mặc. Và cái món đồ thứ hai mà mình mua ở tại H&M á là bao gồm một chiếc quần jean và một chiếc áo. Các bạn biết này, áo này gọi là áo gì không? Nó gọi là áo của fuckboy. Áo này ai mặc vào cũng có thành auto fuckboy, nếu như mình không nhầm là như thế. Thì mình sẽ unboxing cái quần này trước. Thì đây là một cái quần jean có một cái màu là màu xám. Đây là một cái quần vải jean. Form của nó là form slim, cho nên là chúng ta sẽ có một cái mark slim ở đây. Ở đây là một quần short slim. Đây là một cái quần của H&M. Mình cũng ít khi mua quần short lắm, bởi vì là mình thì cũng khá là chỉnh chu, khá là cân nhắc cho cái việc chọn quần short của mình. Cho nên là mình thấy cái quần này đẹp, cũng như là cái màu của nó cũng khá là lạ. Thì ở nhà mình hầu như đa phần ý, là những quần short jean này thường không có. Mình thường là toàn những cái quần kiểu như là harem short, hay là những cái quần jean, quần short mà nó bó hết vào đầu gối, nó mặc không được thoải mái lắm. Nhưng mà cái vải này nó co giãn được, các bạn thấy không? Là nó co giãn rất là tốt. Và mùa hè này thì chắc là mình cũng sẽ mặc những quần short này để cho nó thoải mái hơn. Và các bạn có thể xem thêm những món đồ này bằng cách là follow cái Instagram của mình. Mình sẽ để ở đây cho các bạn có thể biết thêm về cái Instagram của mình. Và các bạn muốn hỏi mình điều gì hay là như nào đó thì hãy liên hệ trực tiếp qua Instagram nhé. Và đó và mình như kiểu vào một cái sản phẩm tiếp theo mà mình nói với cả các bạn rồi. Và một cái sản phẩm nữa mình cũng nói với cả các bạn rồi, là đây là một chiếc áo của fuckboy. Mình nói vậy thôi chứ còn mặc vào cũng khá là chất. Thì đây là một chiếc áo sơ mi, một cái áo shirt có cái form này. Mình thấy là nó khá là rộng. Bình thường ấy mình mặc là mình phải mặc size XL, nhưng mà đối với cái áo sơ mi này mình mặc chỉ mặc size L thôi, mà mình cảm thấy nó khá là rộng rồi. Nó kiểu có một cảm giác gì đó, nó free size, nó oversize, cho nên là mình rất là thích cái quần này. Cái họa tiết báo của nó trên này cũng
khá là hay. Cái và một có một cái điều mà mình hơi tiếc ở trên cái áo này là cái vải, à cái màu báo của nó chưa đậm lắm. Mình thường thích những cái da báo nó màu nó đậm hơn một xíu, đậm hơn khoảng tầm 3 tông thôi hoặc 2 tông thôi là cái áo này nó sẽ đẹp lên rất là nhiều. Nhưng mà không sao, nếu như mà không có thì thôi chấp nhận là lấy cái áo này, bởi vì là mình tìm cái áo leopard, cái áo black cat này nó khá là khó. Và ok, một cái sản phẩm nữa mà chắc là mình sẽ unboxing nốt rồi thôi. Đây, nó rất là to, vừa mới đi nhận chiều nay. Đây là, các bạn thấy đây là cái gì không? Đây là một cái túi của CGV. Thì đây là một cái sản phẩm, một cái món quà mà mình đã cố gắng trong suốt cả một năm qua. Xem. Đây là một cái món quà của mình được nhận khi mà mình lên thẻ VV VIP trong cái năm vừa rồi. Nếu như các bạn không biết ấy, là ở CGV có 3 loại thẻ. Một loại là thẻ bình thường, một loại là thẻ VIP, còn một loại nữa là VV VIP. Thì cái VIP đấy thì như đó được tặng mấy vé xem phim ấy. Còn trên VV VIP thì sẽ được tặng mười mấy vé, hơn 10 vé xem phim. Và một cái món, bộ món quà này nhận vào đầu năm cơ, nhưng mà do là dịch Covid-19 cho nên là cái món quà này cũng bị hoãn lại luôn. Đây, mình sẽ bóc cho các bạn xem, nó vẫn còn nguyên siêu. Đó, các bạn có thể thấy đây là một cái món quà của CGV gửi tặng cho những người mà lên cái VV VIP. Đây là, các bạn có thể thấy đây là một cái box giấy bình thường, và ở bên dưới này có chữ là CGV only for VV VIP. Thì đây là để đánh dấu thôi, để đây là một đánh dấu mà cái món quà này chỉ dành riêng cho những người VV VIP. Như các bạn có thể nhìn thấy sơ qua ở đây là bao gồm là hai cái cốc cùng với cái ở dưới là một cái tag là thank you, cũng như là một cái lời cảm ơn thôi. Và bên dưới này là một cái gì đố các bạn biết đấy, đố các bạn ở dưới là cái gì đấy, đố các bạn biết là cái gì luôn. Cái sạc dự phòng của thương hiệu là Mayville by CGV. Mình sẽ tìm cách mở. À đây, mở y như hộp giày luôn đó, mở lên này rồi các bạn xịn chưa. Đấy, bao gồm là hai cốc. Đây là một cái cốc, đây là một cái cốc hình Spider-Man. Uầy, cốc này trông chất lượng phết nhở, cốc này trông khá là chất lượng đấy. Đó, bên này là một cái cốc của hình Batman. Đấy, đây là một cái cốc của Batman. Và tiếp theo thì một cái tag của CGV gửi tặng mình là thank you, mặt sau là cảm ơn gì đấy, các bạn có thể đọc. Mình chắc là mình sẽ cố gắng trong cái năm tới này, mình sẽ cố gắng lên VV VIP thêm một lần nữa. Ở đây là một cái ống hút dành cho con Superman. Còn đây là một cái ống hút dành cho Batman. Đó, một cái ống hút màu xám. Và tiếp theo thì sẽ là một cái sạc dự phòng ở đây. Cái sạc dự phòng này ra bằng cách là đây, một cái chun này kéo ra là được. Wow, cục sạc dự phòng đẹp vậy. Cục sạc dự phòng này các bạn thấy không? Nó, các bạn có thể thấy không? Các bạn có thể thấy không? Là cái cục sạc dự phòng này nó khá là bé. Uầy, mình không ngờ được là nó bé như thế này. Tại sao mình không thấy là ghi dung tích ở trên này là bao nhiêu nhỉ? Đáng ra thì họ nên ghi một cái dung tích ở trên này để cho mọi người biết được là dung tích thật sự có tầm bao nhiêu. Nó chỉ ghi được là cổng input và output thôi đây. Nó chỉ ghi là input, output là bao nhiêu volt và không hề ghi cái của nó. Sorry, và rất là sorry những bạn fan của Marvel cũng như là DC Comics. Mình nhầm, hai cái ly này không phải là của Marvel đâu, mà là hai cái ly này, hai cái cốc này là của DC Comics, của những cái tập series phim của Superman cũng như là Batman á, hoặc là một số những cái nhân vật khác. Thì đây, các bạn có thể thấy toàn cảnh hai cốc này, nó khá là đẹp. Mình thấy là cái hai cốc này cũng khá là đáng tiền đấy. Và một cục sạc nữa. Cái cục sạc này nó khá là mỏng. Nó, mình mà được điện thoại này thì nó cũng khá là hay. Có lẽ đây là một cái món phụ kiện mà mình sẽ không thể nào thiếu khi mà mình ra ngoài đường được. Bởi vì là trước đấy mình dùng cái cục sạc này này. Đây, cục sạc của Remax đây. Mình cũng đã giới thiệu cho mọi người rồi là nó nặng và nó rất là to. Cái cục sạc này là mình liên tưởng tới một cái cục sạc của Supreme. Như các bạn biết đây, mình rất là thích cái sạc mỏng của Supreme. Nhưng mà mình lại không có tiền mua, cho nên là mình được tặng cái sạc này mình thấy khá là hợp lý, mình thấy khá là vui đấy, mình khá là thích cái sạc này.
Và ok, như vậy là có khi là cái video này của mình sẽ dừng lại ở tại đây thôi. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình, để mình sẽ làm thêm những cái video mới trong cái season sắp tới cho mọi người. Và sẽ có thêm những cái vlog hay hơn, bổ ích hơn với cả gửi tới các mọi người. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.